Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 13 tháng 5 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Động thái bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc lại có thêm diễn biến mới khi Philippines tố Trung Quốc đã tăng lên 300 tàu dàn hàng ở Trường Sa. Trong lúc đó, Lầu Năm Góc của Mỹ lại vừa loại bỏ Xiaomi khỏi danh sách đen trừng phạt. Tin vui cho nước Mỹ khi đường ống Colonial Pipeline chính thức hoạt động lại. Trước vụ tấn công mạng vào đường ống nhiên liệu lớn nhất của Mỹ gây hoảng loạn nguồn cung, Anh kêu gọi hợp lực chống tin tặc từ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Những thông tin đáng chú ý khác, Nga trục xuất đại sứ Mỹ tại Nga để ăn miếng trả miếng. Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ mổ xẻ quy trình chống dịch của đất nước để tìm ra sự thật. Nhà khoa học Singapore điều khiển thực vật bằng smartphone. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 13 tháng 5 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Vì sao Trung Quốc đang bị phần đông các nước nhìn bằng ánh mắt rất tiêu cực? Đó là câu hỏi phải tự do chính Trung Quốc trả lời sau khi ngang nhiên hành động hung hãn và bành trướng không kiêng nể trên mọi mặt trận, mà điển hình là trên Biển Đông. Theo đó, không chỉ dừng lại ở con số hơn 200 hồi tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Loxing vừa thông báo vào hôm 12 tháng 5 rằng Trung Quốc đã điều tổng cộng gần 300 con tàu dàn hàng ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, bất chấp cộng đồng quốc tế nhiều lần lên tiếng phản đối. Về chi tiết cách phân bổ đội hình tàu trái phép của Trung Quốc, tổng cộng 287 tàu Trung Quốc đang hiện diện gần quần đảo Trường Sa, trong đó các cụm tàu lớn hơn xuất hiện tại các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở khu vực này. Điển hình như hai tàu tên lửa Tai 022 của Trung Quốc đã xuất hiện bên trong đảo nhân tạo bồi đắp trái phép tại đá Vành Khăn. Trước đó, từ hồi đầu tháng 3, Philippines cũng đã phát hiện và giám sát sự xuất hiện của 200 tàu Trung Quốc gần đá Ba Đầu. Tất cả chúng đều thả neo và không hề di chuyển. Sau đó, theo quan sát của công ty khảo sát không gian địa lý Simuri, Hoa Kỳ công bố, cho đến hôm 3 tháng 5, chỉ còn khoảng 7 tàu Trung Quốc neo đậu trái phép gần đá Ba Đầu của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thế nhưng lại có thêm 150 tàu khác neo đậu trong bán kính 9 hải lý xung quanh đá Tư Nghĩa thuộc Trường Sa của Việt Nam. Bị Trung Quốc kiểm soát, khoảng 50 tàu khác xuất hiện xung quanh đá Gaven thuộc Trường Sa của Việt Nam. Thực thể này cũng bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 1988. Dựa trên thông tin ghi nhận, những lần phát hiện các đội tàu của Trung Quốc đều rất giống nhau, chỉ đơn giản là tăng thêm số lượng và thay đổi vị trí qua từng ngày. Từ đây đặt ra một nghi vấn, Trung Quốc đang lặp đi lặp lại một kịch bản để phục vụ cho chiến thuật vùng xám để khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông. Trở lại với mối quan hệ Mỹ-Philippines, căng thẳng giữa hai nước ngày càng leo thang trong những tháng qua, trong đó Philippines liên tục phản đối và tìm cách để tàu Trung Quốc ở Biển Đông rời đi. Tuy nhiên, Tổng thống của nước này, ông Rodrigo Duterte, vẫn duy trì lập lượng thân thiện của mình đối với Bắc Kinh. Gần đây, ông còn gọi Trung Quốc là ân nhân. Mặt khác, Ngoại trưởng Philippines Loxing lại khẳng định Manila sẽ không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền về biển, dù tìm cách hợp tác với Trung Quốc về thăm dò dầu khí và vaccine COVID-19. Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc là yếu tố cần thiết cho sự phục hồi sau đại dịch toàn cầu. Hãy đối diện với điều này. Tại bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam ta vào đầu tháng 4 cũng đã tuyên bố các nhà chức trách đang theo dõi sát sao tình hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến trên Biển Đông, bảo vệ và thực thi quyền chủ quyền trên các vùng biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng ở trong tình trạng căng thẳng trên mọi lĩnh vực, trong đó Mỹ luôn khơi mào những động thái thẳng tay trong các cuộc giao chiến thương mại. Tuy vậy, vào hôm 12 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ loại bỏ công ty điện tử Trung Quốc Xiaomi khỏi danh sách đen của chính phủ. Theo hồ sơ của tòa án, nhà sản xuất điện thoại thông minh và Washington đã đồng ý giải quyết các vụ kiện tụng đang diễn ra. Quyết định mới nhất này của Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với đầu tư của Mỹ vào công ty Trung Quốc. Sau tin tức tích cực, cổ phiếu của Xiaomi tại Hồng Kông đã tăng 6%. Trước đó, chính quyền ông Trump đã chỉ định Xiaomi là một công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc vào đầu tháng 1, chỉ một tuần trước khi cựu Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Tài chính đã hạn chế các khoản đầu tư của Mỹ vào công ty này. Điều này có thể dẫn đến việc Xiaomi hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch của Hoa Kỳ và xóa khỏi các chỉ số điểm chuẩn toàn cầu. Đây được coi là những nỗ lực cuối cùng củng cố cuộc chiến thương mại với Trung Quốc của chính quyền cựu Tổng thống Trump bằng một loạt lệnh trừng phạt nhắm vào chính công ty Trung Quốc, bao gồm cả Xiaomi. Xiaomi ngay lập tức đã bác bỏ các cáo buộc, cho biết những tuyên bố về mối liên hệ của công ty với quân đội Trung Quốc là sai sự thật và nói thêm rằng lệnh cấm đầu tư của Mỹ là trái pháp luật và vi hiến. Việc thiếu các khoản đầu tư của Mỹ sẽ dẫn đến tác hại tức thời và không thể khắc phục được.
Tại Mỹ, đường ống nhiên liệu lớn nhất của quốc gia này do công ty Colonial Pipeline điều hành đã chính thức khởi động lại mạng lưới vào hôm 12 tháng 5 theo giờ Mỹ, sau nhiều ngày rơi vào tình trạng hoảng loạn nguồn cung vì ngừng hoạt động kể từ vụ tấn công của tin tặc mạng. Theo Reuters, sự cố lần này đã đẩy câu chuyện mua nhiên liệu để xài thành mua nhiên liệu để tích trữ, tương tự như tình trạng mua giấy vệ sinh của người Mỹ trong làn sóng dịch COVID-19 năm ngoái. Người dân ùn ùn tranh nhau mua xăng để dành trong hoảng loạn, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu một cách trầm trọng, đến nỗi hơn 70% các ga ở tàu điện ngầm Charlotte, Raleigh, Bắc Carolina và Pensacola, Florida không có xăng để dùng vào hôm 12 tháng 5. Reuters đã trích dẫn các nguồn tin khẳng định rằng công ty Colonial Pipeline không có kế hoạch trả khoản tiền chuộc cho các tin tặc mạng. Trước những hệ quả nghiêm trọng từ sự vụ đường ống nhiên liệu của Mỹ bị tin tặc tấn công, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Dominic Strauss đã bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh mạng ở phương Tây. Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng tại hội nghị CYPERUK của Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Ngoại trưởng Strauss đã kêu gọi một liên minh rộng lớn hơn để đáp trả các quốc gia đồng lõa trong các cuộc tấn công mạng độc hại. Ngoại trưởng Anh cũng thẳng thừng cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran đang có động thái phá hoại, ăn cắp và lục soát hệ thống quốc tế. Trước đó, nhiều cáo buộc đã nêu tên Nga đứng sau vụ tấn công đường ống Colonial Pipeline của Mỹ. Thế nhưng, Tổng thống Joe Biden cho biết không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Nga đứng sau vụ tấn công. Nhóm tin tặc cũng chủ động lên tiếng xin lỗi khi không cố ý gây ra các tác động liên quan đến xã hội, cũng không hề có động cơ chính trị nào, mà tất cả chỉ vì tiền. Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Nga vào hôm 12 tháng 5, Moscow vừa đưa ra quyết định trục xuất một trong những nhà ngoại giao nổi tiếng nhất của Mỹ tại Nga, như một phần của phản ứng ăn miếng trả miếng đối với việc Mỹ thanh trừng các nhà ngoại giao Nga. Theo đó, bà Rebecca Ross, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, người từng lên tiếng chỉ trích nhiều chính sách của Moscow, sẽ phải khăn gói rời Nga trước ngày 22 tháng 5. Các nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Đại sứ Ross nằm trong số 10 quan chức Mỹ sẽ được chỉ định là người không có tư cách để được hoan nghênh tại Nga. Nguyên văn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng thẳng thừng tiết lộ, đây là một phản ứng nhằm đáp trả những hành động thù địch của phía Mỹ đối với một số nhân viên Đại sứ quán Nga tại Washington và Tổng lãnh sự quán Nga tại New York, những người đã bị tuyên bố là không được hoan nghênh tại đất Mỹ. Vào tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng 10 nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất khỏi Washington. Moscow đã và đang làm việc để đưa ra danh sách những cái tên của riêng mình để đáp lại. Quyết định được Nhà Trắng đưa ra như một phản ứng trước cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và tuyên bố nước này đứng sau vụ gián điệp mạng khổng lồ SolarWinds. Điện Kremlin đã bác bỏ cả hai cáo buộc này. Khi một số nước phương Tây dần bước vào giai đoạn phục hồi chậm sau đại dịch toàn cầu, cũng là thời điểm một quốc gia nhìn lại quá trình chống dịch đã qua. Thủ tướng Boris Johnson mới đây đã công bố một cuộc điều tra vào năm tới về việc xử lý đại dịch COVID-19 của Anh, trong đó tập trung vào lý do tại sao Vương quốc Anh phải chịu số người chết tồi tệ nhất châu Âu và là một trong những nền kinh tế suy thoái sâu nhất thế giới. Trước những cáo buộc là do chính Thủ tướng Anh đã chậm áp đặt các biện pháp cấm vận, ông Johnson và các bộ trưởng Anh cũng đã thừa nhận có những bài học cần rút ra từ cuộc khủng hoảng, nhưng chỉ ra rằng việc triển khai vaccine nhanh chóng của Vương quốc Anh là bằng chứng cho thấy cũng đã có những thành công trong cuộc chiến này. Quá trình này sẽ đặt các hành động của nhà nước dưới kính hiển vi. Giữa thảm kịch như vậy, nhà nước có nghĩa vụ kiểm tra các hành động của mình một cách chặt chẽ và thẳng thắn nhất có thể và rút ra mọi bài học cho tương lai. Theo Đại học Johns Hopkins, số người chết vì COVID-19 chính thức ở Anh là 127.629 người, con số tồi tệ nhất châu Âu và tệ thứ 5 thế giới, sau Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Mexico. Theo số liệu của Refinity, đại dịch đã khiến nền kinh tế Anh thu hẹp 9,8% vào năm 2020, mức suy giảm mạnh nhất trong nhóm G7, bảy đại cường quốc công nghiệp phát triển với kỹ nghệ tiên tiến trên thế giới. Chuyển sang những nghiên cứu thú vị của các nhà khoa học tại Singapore, theo đó các nhà nghiên cứu đã tìm cách điều khiển cây bắt ruồi Venus bằng tín hiệu điện từ điện thoại thông minh, một sự đổi mới mà họ hy vọng sẽ có nhiều ứng dụng từ robot trong sử dụng cây trồng làm cảm biến môi trường. Có thể nói đây là cách để các nhà nghiên cứu ở Singapore nói chuyện với thực vật không thông qua điện thoại thông minh, thông qua một ứng dụng. Ứng dụng này có thể gửi tín hiệu đến các điện cực nhỏ đã được gắn vào phần bẫy của cây và yêu cầu cây bắt ruồi đóng mở bẫy của nó. Mong muốn của các nhà nghiên cứu là có thể tận dụng kích thước và sự khéo léo của loài cây như bắt ruồi để nhặt các vật dụng mong manh mà có thể bị hỏng bởi máy gấp công nghiệp. Ngoài ra, họ cho rằng thực vật cũng giống như người, chúng tạo ra các tín hiệu điện giống như điện tâm đồ từ trái tim của chúng ta. Vì vậy, những tín hiệu này cho chúng ta biết thực vật khỏe mạnh như thế nào. Họ cũng đang khám phá việc sử dụng thực vật làm cảm biến sống để theo dõi ô nhiễm môi trường như khí đốt, khí độc hoặc ô nhiễm nước.
Liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, trong một tweet vào thứ Tư ngày 12 tháng 5, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã đình chỉ việc thanh toán bằng Bitcoin cho các sản phẩm xe của mình, với lý do lo ngại về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khai thác Bitcoin. Ngay sau khi vừa có thông báo này của tỷ phú Elon Musk, Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, đã giảm hơn 7% và được giao dịch ở mức 52.669 đô la. Lý giải thêm cho việc gây ảnh hưởng môi trường từ việc dùng Bitcoin, theo đó, để đào được Bitcoin, máy tính cần phải giải những bài toán sau mỗi lần giao dịch, một quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng, thường dựa vào điện được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá. Nói một cách đơn giản thì Bitcoin đang làm chậm tiến độ ngừng sử dụng năng lượng hóa thạch của nhân loại. Lượng khí nhà kính trên trái đất đang tăng cao và Bitcoin đang góp một phần công sức trong đó. Do vậy, ông Musk đang xem xét các loại tiền điện tử khác sử dụng dưới 1% năng lượng trên một giao dịch của Bitcoin. Được biết, bản thân CEO Tesla là người tin tưởng mạnh mẽ vào tiền kỹ thuật số, nhưng cũng đồng thời ủng hộ công nghệ sạch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.